Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 21 tháng 9 năm 2021 trên kênh Phú Núi TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường thế giới, giá tiêu thế giới tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm qua. Trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9, giá hạt tiêu thế giới có xu hướng tăng và đạt mức cao nhất trong gần 4 năm do nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tại thị trường lớn như Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc và châu Âu duy trì ở mức cao. Tính đến ngày 14 tháng 9, giá tiêu đen tại Indonesia, Brazil và Việt Nam đã cao hơn 43-45% so với đầu năm nay và tăng tới 62-83% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá tiêu đen tại Malaysia đã cao hơn 63,8% so với đầu năm nay và tăng tới 58,4% so với cùng kỳ. Riêng giá tiêu của Ấn Độ tăng thấp nhất khi chỉ tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi các hoạt động du lịch, giải trí, khách sạn và nhà hàng tại Mỹ được mở cửa trở lại, nhu cầu đối với hàng hóa nói chung và hạt tiêu nói riêng của nước này đã tăng rất mạnh so với trước đó. Số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong tháng 7 đạt mức cao nhất kể từ trước đến nay với 10.351 tấn, tăng tới 11,5% so với tháng trước và tăng tới 42,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đã ghi nhận mức tăng trưởng trong 5 tháng liên tiếp. Trong khi đó, thì theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong tháng 7 đã tăng 29,6% so với tháng trước và tăng tới 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.185 tấn. Theo Cục xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương, dự báo giá hạt tiêu thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến việc thu hoạch, chế biến khó khăn, dẫn đến nguồn cung bị gián đoạn, hàng hóa đưa ra cảng bị ách tắc, hợp đồng xuất khẩu không đi được vì giá cước quá cao. Trong khi đó, tại Brazil hiện đang đối mặt với sản lượng tiêu giảm nghiêm trọng. Sản lượng tiêu sản xuất ở Indonesia và Việt Nam cũng không mấy khả quan. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước, theo ghi nhận sáng nay, giá hồ tiêu trong nước tăng thêm 500 đồng trên 1 kg ở hầu khắp các vùng trồng tiêu trọng điểm, đưa mức giá thu mua từ 78.000 đến 82.000 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức 79.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu tăng thêm 500 đồng và thu mua ở mức là 78.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở mức là 82.000 đồng 1 kg. Trong khi đó thì tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu được thu mua ở mức là 80.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay ghi nhận ở mức là 78.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, giới quan sát nhận định giá tiêu trong nước có thể lên đến 85.000 đồng 1 kg trong thời gian tới do nguồn cung eo hẹp và lượng tiêu tồn kho không còn nhiều. Bên cạnh đó, việc nhiều tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội sẽ khiến hoạt động giao thương thuận lợi hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 21 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.